ái à, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 1 của trang web olomer.vn dựa theo bộ sách trên trời sáng tạo. Ở những bài trước, các con đã được làm quen với việc tách và gộp các số trong phạm vi năm rồi. Trong bài ngày hôm nay, cô Huyền sẽ giới thiệu tới các con rõ hơn về tách gộp số thông qua sơ đồ. Đầu tiên, các con hãy quan sát và đếm cho cô ở đây có mấy cáo mẹ và mấy cáo con à đúng rồi ở đây có một cáo mẹ và bốn cáo con chúng ta cũng có thể nói là có một cáo phía bên trái và bốn cáo phía bên phải vậy nếu như cô coi đây là một nhóm thì nhóm này gồm mấy chú cáo đúng rồi nhóm này gồm năm chú cáo 5 chú cáo gồm 1 chú cáo mẹ và 4 chú cáo con. Vậy thì 5 gồm 4 và 1. 5 gồm 4 và 1. Hoặc 5 gồm 1 và 4. Chúng mình đã biết cách tách như thế này ở bài trước rồi. Ngược lại ta có thể gộp như thế nào? Đúng rồi, mình có thể gộp 4 với 1 được 5, hoặc gộp 1 và 4 được 5. Đây chính là 4 cách tách và gộp số 5. Chúng ta có thể gom 4 cách tách và gộp như thế này trong một sơ đồ, được gọi là sơ đồ tách gộp số. Đầu tiên là tách. 5 gồm 4 và 1, cô sẽ có 5 gồm 4 và 1. Chúng mình nhắc lại. 5 gồm 4 và 1 hoặc 5 gồm 1 và 4. 5 gồm 1 và 4. Đó là cách đọc sơ đồ theo tách. Vậy gộp thì sao? Chúng ta có gộp 4 và 1 được 5 hoặc gộp 1 và 4 được 5. Như vậy các con sẽ có sơ đồ tách và gộp số. Từ sơ đồ này chúng mình có thể đọc được cách tách và cách gộp. Các con cùng đọc sơ đồ tách gộp số sau theo 4 cách. Cô khen các con. Bây giờ cô có 5 khối lập phương như thế này, cô tách ra thành hai nhóm. Một nhóm có 4 khối lập phương và một nhóm có 1 khối lập phương. Khi đó cô có 5 gồm 4 và 1. Cũng là 5 khối lập phương này, cô sẽ tách thành hai nhóm. Chúng ta thấy nhóm thứ nhất có một khối lập phương và nhóm thứ hai thì có 4 khối lập phương. Vậy thì 5 gồm 1 và 4. 5 gồm 1 và 4. Như vậy với 5 khối lập phương chúng ta sẽ có hai cách tách. Từ đây cô viết được sơ đồ tách là 5 gồm 4 và 1. 5 gồm 4 và 1. Ngược lại, ở đây cô có một khối lập phương và bốn khối lập phương. Còn ở phía dưới là bốn khối lập phương và một khối lập phương. Cô sẽ gom chúng lại như thế này thì ta thấy mỗi hàng sẽ có 5 khối lập phương. Như vậy, gộp 1 và 4 sẽ được 5, hoặc gộp 4 và 1 sẽ được 5. Chúng ta có sơ đồ gộp như sau. Gộp 4 và 1 được 5, gộp 1 và 4 được 5. Đó là cách các con tách và gộp các khối lập phương để vẽ được sơ đồ tách gộp số. Cũng giống như thế, nếu như cô có 5 khối lập phương, cô tách theo hai nhóm, mỗi nhóm có 2 và có 3 khối lập phương như thế này thì cô sẽ phân tích được cấu tạo của số 5 cũng như viết được sơ đồ tách gộp số thế nào. Cô khen các con, ở đây ta sẽ thấy 5 gồm 3 và 2. Và ở dưới thì 5 gồm 2 và 3. Như vậy ta vẽ được sơ đồ tách số như sau. 5 gồm 3 và 2. 5 gồm 2 và 3. Ngược lại nếu chúng ta gộp các khối lập phương như thế này, thế thì khi đó ta có là gộp 3 và 2 được 5 và gộp 2 và 3 cũng được 5. Vậy ta sẽ có sơ đồ gộp số như sau gộp 3 và 2 được 5, gộp 2 và 3 được 5. Như vậy các con đã biết cách viết được sơ đồ tách và gộp số rồi. Bây giờ cô trò mình cùng làm bài tập. Bài đầu tiên các con hãy điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Cô lấy ví dụ, ở đây cô có 2 khối lập phương được tách thành 2 phần. Mỗi phần có một khối lập phương, vậy thì 2 sẽ gồm 1 và 1, chúng ta sẽ điền số 1 ở đây. Cũng giống như thế ở đây 3 khối lập phương được tách thành 2 phần, một phần có 2 khối lập phương và một phần có 1 khối lập phương. Vậy thì 3 gồm 2 và 1, chúng mình sẽ điền số 2 ở đây. Hoàn toàn giống như thế này, các con hãy điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm trong các sơ đồ dưới đây. Cô Huyền khen các con. Ở đây ta thấy bốn khối lập phương được chia thành hai phần. Một phần có một, hai, ba khối lập phương và phần còn lại thì có một khối lập phương. Vậy thì bốn sẽ gồm ba và một. Ở phần này có tất cả là bốn khối lập phương được chia thành hai phần. Mỗi phần có hai khối lập phương. Vậy thì bốn gồm hai và hai. Như vậy dựa vào cách tách cũng như gộp các khối lập phương, các con có thể viết được sơ đồ tách và gộp số. Bài thứ hai, hãy tìm hình vẽ thích hợp với mỗi sơ đồ. Ở phía bên trái cô có sơ đồ tách số 4 theo hai cách và số 5. Ở phía bên phải cô có các đồ vật với các màu sắc khác nhau. Cô lấy ví dụ, ở đây cô có 1, 2, 3, 4 chiếc bát. Trong đó có 2 chiếc bát màu xanh và 2 chiếc bát màu đỏ, vậy thì cô nói 4 gồm 2 và 2 hay cô sẽ nối với sơ đồ phía dưới này. Giống như vậy, các con hãy nối các sơ đồ với hình vẽ thích hợp. Hoàn toàn chính xác. Ở đây ta thấy có 4 chiếc thìa, trong đó có một chiếc thìa màu cam và 3 chiếc thìa màu xanh, vậy thì 4 gồm 3 và 1. Hay ở phía dưới này có 5 chiếc cốc trong đó có 3 chiếc cốc vàng và 2 chiếc cốc màu tím. Vậy thì 5 gồm 2 và 3. Các con sẽ có thể ghép sơ đồ với các hình vẽ như thế này. Chúng mình đọc lại. 4 gồm 2 và 2. Gộp 2 và 2 được 4. 4 gồm 3 và 1. Gộp 1 và 3 được 4. 5 gồm 2 và 3. Gộp 3 và 2 được 5 thật đơn giản đúng không nào? Bài thứ 3 các con hãy làm theo mẫu. Ở đây cô có hai ô, mỗi ô có một chấm tròn. Vậy thì chúng mình sẽ phải gộp lại. Gộp 1 và 1 ta sẽ được 2. Gộp 1 và 1 được 2. Như vậy các con sẽ phải đếm số chấm tròn trong mỗi ô. Sau đó xem cả hai ô có mấy chấm tròn để chúng ta viết được sơ đồ gộp. Dưới đây là các ví dụ. Các con hãy điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm dựa vào các ô có chứa chấm tròn. Hoàn toàn chính xác. Ở đây ta thấy ô thứ nhất có 2 chấm và ô thứ hai có 1 chấm. Chúng mình đếm 1, 2, 3. Vậy thì gộp 2 và 1 sẽ được 3. Hay ở đây chúng ta sẽ gộp 3 và 1 thì được 4. Phía bên này ta thấy mỗi ô có 2 chấm vậy chúng mình sẽ gộp 2 và 2 bằng cách đếm ta thấy rằng gộp 2 và 2 được 4. Ở đây ta sẽ gộp 4 và 1 kết quả được 5. Hay ở phía này chúng ta gộp 3 với 2 kết quả cũng được 5. Các con hãy dừng video sau đó đọc lại 5 sơ đồ tách gộp số này theo cách tách và cách gộp. Chúng mình đã đọc xong rồi đúng không? Bây giờ cô có bài thứ tư. Các con hãy nói theo tranh. Trước hết chúng mình cùng đếm và cho cô biết trong bức tranh này có mấy con gà và trong đó gồm mấy con gà trống và mấy con gà mái. Chính xác, ở đây cô sẽ đếm 1, 2, 3, vậy thì có 3 con gà đây là con gà trống và hai con gà này là gà mái vậy thì ta sẽ nói có một con gà trống và hai con gà mái có tất cả ba con gà đây chính là cách gộp vậy cách tách chúng ta sẽ nói thế nào đúng rồi có tất cả ba con gà gồm một con gà trống và hai con gà mái như vậy bây giờ các con có thể quan sát và nói được theo hai cách như thế này. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay, cô Huyền đã giới thiệu tới các con về sơ đồ tách và gộp số. Khi đã nắm được cách viết sơ đồ, chúng mình hãy làm phần luyện tập. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.